đầu kéo dây dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa. Ngày 12 tháng 5 năm 2024 tại Ninh Bình, nhà thầu Thăng Long TIC, đơn vị thi công gói thầu số 37, bắt đầu tiến hành kéo dây các vị trí 36, 37, 38 của dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa. Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa được triển khai thi công từ cuối tháng 10 năm 2023. Dự án có chiều dài khoảng 74,4 km, gồm hai mạch với 180 vị trí móng cột đi qua địa bàn 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên, với tổng chiều dài khoảng 515 km đi qua địa bàn 9 tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc Trung, kết hợp với các cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Trong quá trình triển khai thì cũng có rất nhiều những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên là với đặc thù với công trình trọng điểm, toàn bộ những khó khăn vướng mắc đều được chủ tư và các chính quyền các cấp hỗ trợ giải quyết kịp thời. Đến thời điểm bây giờ là cơ bản là không còn với cái phần vướng mắc về triển khai trong trình thi công. Khối lượng đơn vị đang thực hiện thì ở khoảng néo này thì vị trí 36-38 nó rơi chiều dài khoảng 720 m, thì nhà thầu phấn đấu triển khai trong vòng 7 ngày sẽ hoàn thành. Theo báo cáo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tính đến 12 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2024, toàn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành 1.085 trên 1.177 vị trí móng cột, hoàn thành lắp dựng 308 trên 1.177 cột, đang lắp dựng 184 cột. Trong đó, đoạn tuyến nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng 176 trên 180 vị trí cột, hoàn thành dựng 117 trên 180 cột, đang dựng 38 cột. Đoạn tuyến này đang nỗ lực để trong tháng 5 năm 2024 sẽ dựng xong toàn bộ cột và giữa tháng 6 sẽ hoàn thành kéo dây.